tin giáo xứ giàu tiếng thánh lễ tạ ơn mừng các em thiếu nhi giáo xứ giàu tiếng xưng tội rất lễ lành đầu vào lúc 4 giờ 30 chiều chủ nhật 17 ngày 29 tháng 7 năm 2018 tại ngôi nhà nguyện giáo xứ giàu tiếng cha chính xứ du xe nguyễn thái nghĩ đã dân thánh lễ tạ ơn mừng ngày tổng kết năm học giáo lý cách đặc biệt cầu nguyện cho 60 em thiếu nhi lãnh nhận bí tích thánh thể lần đầu Thánh lễ trọng thể dành cho các em được rước Chúa Giêsu thánh thể lần đầu hôm nay là kết quả của một quá trình phấn đấu học hỏi giáo lý chuyên chăm của các em, là sự dạy dỗ ân cần chu đáo của gia đình, cha chánh xứ, quý sơ và các anh chị giáo lý viên. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện phụ huynh đã dâng lời cảm tạ và tri ân đến cha chánh xứ quý sơ, ban thường vụ, các đoàn thể ban ngành, các anh chị giáo lý viên đã luôn đồng hành, hướng dẫn, giúp đỡ để các em có được ngày hôm nay. Tiếp đến, ba em thiếu nhi đã dâng lên cha xứ, quý sơ, giáo lý viên những cảnh hoa tươi thắm, tượng trưng cho tấm lòng đơn sơ trong trắng của các em. Và để tỏ lòng tri ân công ơn sinh thần, nuôi dưỡng của cha mẹ, các em đã hát vang bài cầu cho cha mẹ. Đó là tất cả sự yêu thương, lòng biết ơn của con trẻ gửi đến những bậc cha mẹ. Thánh lễ kết thúc tốt đẹp lúc 18 giờ. Các em chụp hình lưu niệm chung với cha Du Xe và các anh chị giáo lý viên phụ trách.